ở thời hiện đại mang sắc thái năng động và mới mẻ, nhưng về phần cốt lõi vẫn là những giá trị cổ xưa, hằn in nơi các công trình kiến trúc cổ. Xa hoa tráng lệ là thế, nhưng Trung Quốc vẫn có những mặt tối như tham ô, hối lộ, ma túy. Giống như hầu hết tất cả các thành phố trên thế giới, mại dâm cũng không phải ngoại lệ. Ở một số quốc gia, việc cho phép mại dâm công khai với các biện pháp như cấp giấy phép, quy hoạch khu đèn đỏ được cho là sẽ giúp cho nơi đấy quản lý cũng như ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục một cách tốt nhất. Mại dâm được diễn ra tràn lan tại các điểm như phòng massage, câu lạc bộ đêm, tiệm làm tóc hay quán karaoke. Tuy nhiên thì, đối với Trung Quốc, mại dâm bị coi là bất hợp pháp. Một số nhà nghiên cứu ước tính hơn 10 triệu gái mại dâm đang hoạt động ở đại lục, dù chính phủ nước này đã ban hành hơn 20 bộ luật quản lý hoạt động mại dâm trong 2 thập kỷ qua. Kết quả không mấy khả quan. Từ tháng 2 năm 1990 đến tháng 9 năm 1994, tại khu Hải Châu, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, liên tiếp xảy ra 19 vụ cưỡng hiếp, giết người. Nạn nhân là phụ nữ trẻ, đa số đều làm gái mại dâm, từ tỉnh khác đến. Tất cả các nạn nhân đều bị bóc cổ, cho vào bao tải, rồi sau đó bị đem đi vứt ở các nơi hoang vắng. Theo phán đoán của các điều tra viên, có thể hắn đã sử dụng xe tải có trọng lượng khoảng 600 kg để thực hiện hành vi của mình. Xác định đây là vụ giết người hàng loạt cực kỳ nghiêm trọng, Cục Công an thành phố Quảng Châu điều động lực lượng đến Hải Châu, thành lập đến 3 ban chuyên án. Ban chuyên án đầu tiên gồm 30 cảnh sát từ đội Cảnh sát hình sự khu Hải Châu, trọng điểm là lập chốt kiểm tra toàn bộ xe tải nhỏ đi qua các điểm nút giao thông quan trọng vào ban đêm. Ban chuyên án thứ hai có tới 60 thành viên với nhiệm vụ điều tra trọng điểm những người có tiền án tiền sự hiếp dâm. Ban chuyên án thứ ba lên tới 100 người, tiến hành điều tra kiểu trải thảm. Trong quá trình điều tra nguồn gốc bao tải, tổ chuyên án đã đi đến hơn 3.800 cửa hàng lương thực và xưởng sản xuất bao tải tại khắp 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc. Để làm rõ nguồn gốc những hạt gạo còn sót trong bao tải, các điều tra viên đã lấy hơn 4.600 mẫu gạo đưa đến Viện Nông nghiệp đối chiếu. Để tìm tung tích nạn nhân, các kỹ thuật viên lấy gần 1,7 triệu mẫu vân tay, làm rõ danh tính 2 nạn nhân, căn cứ quan trọng để truy tìm hung thủ. Sau khi xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, ban chuyên án đưa ra nhận định, thứ nhất, các vị trí vứt xác tại Hải Châu đều rất hẻo lánh, người không quen thuộc địa bàn khó có thể tìm được. Vì vậy, nghi phạm đang hoặc từng sống hoặc làm việc tại thị trấn Tân Giáo, cần điều tra trọng điểm người tình nghi tại đây. Thứ hai, dựa vào cách ăn mặc, kiểu tóc, móng chân, móng tay của nạn nhân rất giống gái mại dâm. Có thể thấy nghi phạm thường xuyên có hành vi mua dâm, chọc ghẹo phụ nữ. Cần điều tra nghi phạm từ 20 đến 40 tuổi trong phạm vi toàn thành phố có các đặc trưng nói trên. Thứ ba, căn cứ dấu vết hiện trường cho thấy nghi phạm là kẻ biến thái tính dục, có tâm lý thù hận phụ nữ. Cần điều tra toàn bộ các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa tâm thần trong thành phố để nắm được những bệnh nhân tâm thần như trên. Thứ tư, địa điểm vứt xác hẻo lánh, nhiều hiện trường vứt xác có vết bánh xe tải loại 600 kg. Suy đoán nghi phạm biết lái xe, có điều kiện sử dụng xe tải vào ban đêm, cần tiến hành điều tra chủ xe và người sử dụng trong thành phố. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, việc điều tra vẫn không có tiến triển. 8 giờ ngày 19 tháng 9 năm 1994, Hoàng Diễm Hồng đến đồn công an thị trấn Tân Giáo trình báo 12 giờ đêm hôm trước bị một người đàn ông lừa đi từ ga xe lửa đến khu hoang vắng, cướp mất túi xách và bóp cổ. May Hồng chạy thoát được. Từ các đầu mối do Hồng cung cấp, ban chuyên án nhanh chóng khoanh vùng các đối tượng tình nghi. Hồng nhận diện La Thụ Tiêu chính là thủ phạm. Khi bắt, khám nhà Tiêu, cảnh sát tìm được túi xách của Hồng bị cướp. Ngoài ra còn phát hiện trên giường của hắn có một đống quần áo phụ nữ. Trong tủ có hàng trăm đồ lót nữ đã sử dụng. Kết quả điều tra cho thấy Tiêu chính là hung thủ gây ra hàng loạt vụ cưỡng hiếp giết người tại Hải Châu. Sau 1.643 ngày đêm điều tra, kẻ giết người hàng loạt La Thụ Tiêu cuối cùng sa lưới pháp luật. Theo kết quả thẩm vấn, lời khai của Tiêu, kết luận pháp y và dấu vết tại hiện trường, ban chuyên án xác định Tiêu gây ra tổng cộng 19 vụ án, giết 18 phụ nữ. Tiêu sinh ngày 20 tháng 8 năm 1954 ở thành phố Quảng Châu, thời đi học từng nhiều lần trộm cắp, đã đi tù vì giết chủ nhà. Sau khi ra tù năm 1987, Tiêu thường xuyên xem video tình dục và bạo lực. Bộ phim ảnh hưởng lớn nhất đến hắn là kể về kẻ biến thái, vì thế khát khao bắt chước. Đêm mùng 7 tháng 2 năm 1990, hắn lừa một cô gái lên xe tải đến nông trường bò sữa Bà Châu. Khi nạn nhân không cho quan hệ tình dục, hắn đã giết chết. Thời gian đầu hắn rất sợ hãi, nhưng thấy cảnh sát không điều tra được, Tiêu lại tiếp tục gây án. Hắn cho rằng cảnh sát chỉ điều tra được những vụ có quan hệ nhân quả. Hắn và nạn nhân không quen biết nên không thể tìm ra. Từ đó đến tháng 9 năm 1994, Tiêu dùng xe tải tới khu Thiên Hà, đưa tổng cộng hơn 260 gái mại dâm đến những nơi hoang vắng để quan hệ. Những gái mại dâm bị hắn giết là do phản kháng hành vi bạo lực, bắt dùng bao cao su hoặc nhìn biển số xe của hắn. Dù có vợ con nhưng hắn sống ở một ngôi nhà 2 tầng riêng biệt, còn vợ con ở nhà cấp 4 bên cạnh. Nhờ thông thạo khu vực thị trấn Tân Giáo, hắn dùng xe tải luồn lách các ngõ nhỏ đến khu vực hoang vắng vứt xác, tránh được trạm gác và chốt kiểm tra của cảnh sát. Theo Tao, chỉ 20 ngày sau khi hắn bị bắt, Tòa án Quảng Châu đã mở phiên xét xử, tuyên phạt Tiêu án tử hình. 3 ngày sau, hắn bị đưa ra pháp trường xử bắn. Câu chuyện trên đây có thể là lời cảnh tỉnh cho các em và cả các bậc phụ huynh có con bước vào tuổi dậy thì với nhiều biến động về tâm sinh lý. Hãy quan tâm đến con em của mình nhiều hơn nữa.